Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 3 nha anh em. Rồi, hiện tại thì mình đã có được 4 cội vàng chiến đấu. Với cả mình đang chơi cái vũ trụ đó chính là xẻng vàng treo tay. Thì tất cả người chơi thì sẽ được phát một cái thiệp vàng. Và như anh em đã thấy thì mình đã lắp một cái trang bị, đó chính là cỗ máy chiến đấu nhân tạo dành cho con sen này. Không biết là sen có ổn hay không, nhưng mà mình cảm thấy con Manfi có tiềm năng hơn. Tại vì con sen thì nó không kích hoạt cho mình cái hệ gì hết. Thì Manfi thì nó lại có được cái hệ, đó chính là hệ đấu sĩ nữa. Cho nên mình nghĩ là nó sẽ trâu hơn một chút. Cái gì tận dụng được thì mình nghĩ là chúng ta nên tận dụng. Chứ con sen này thì kiếm khách với thời không thì nó lại không liên quan đến cái hệ cỗ máy chiến đấu cho lắm. Cỗ máy chiến đấu thì nó chỉ có kết hợp giữa bí ẩn này, pháo thủ, đấu sĩ, pháp sư và một chút mật thám. Đấy, không thì hộ vệ cũng được. Nhưng mà chắc là mình sẽ chơi theo phong cách đó chính là slow roll để có thể tìm Manfi 3 sao trước cái đã. Sau đó thì mình sẽ thay đồ sau. Ở bên cạnh nhà mình thì nó đang làm quan cái gì ấy, nghe khá khó chịu cho nên là hơi ồn một chút, anh em thông cảm. À, chẳng lẽ mình sang mình đấm cho bây giờ chứ lại. Chưa nắng mà cứ quan thế này nó chết tôi rồi. Ai đây? Thắng Lucky. Ông này thì lắp một cái hộ vệ nhân tạo rồi. Darius kết hợp với cái trang bị căng bảo thạch khá ổn. Không biết là có Cassiopeia thì có khắc chế được ông này một phần hay không. Nhưng mà chắc bị ông này đấm cho ngu người rồi. Đấm nguyên sàn luôn. Ông này sống vội đấy. Lên hẳn cấp độ 6. Khá vậy bro. Đúng là top 2 có khác. Anh ta đang gọi là cháy dữ dội. Được. Tôi thích ông này. Lại thêm một con sen. Ok, sẽ roll một chút. Darius, Zenix, Sen 2 này. Ok, Sen hay sao thì mình nghĩ chúng ta nên đép thôi. Để cho nó đép thôi, chứ chút nữa thì mình sẽ thay đổi cái trang bị của con Sen để cho Manfi. Thì mình nghĩ là nó hợp lý hơn. Mà nếu như mà anh em thích thì có thể mình sẽ làm riêng một cái video về con Sen này. Tại vì có rất là nhiều anh em bảo mình thử Manfi cũng máy chiến đấu xem sao ấy. Nó có carry được hay không? Mình xem là thế nào nhá. Hôm nay thì chơi gì đây? Hộ vệ vũ trụ Caitlyn. Nhiều anh em chơi bài dị hợm lắm. Con Sen thì mình cảm thấy nó khá là trâu ấy nhỉ. Cũng được phép. Xem con Sen hay là Manfi lên 3 sao trước rồi. Ok, đi chợ thôi à. Ở phiên đi chợ này thì không có thiều vàng rồi. Mình thì 80 máu. Thế mình sẽ lấy được cái gì đây? Nếu mà được lựa chọn thì mình sẽ ưu tiên những cái trang bị thủ hơn một chút, thay vì những trang bị tấn công. Tại vì con Manfi của chúng ta cần những cái trang bị kiểu như là châu châu một chút. Đây, lấy cái này đi. Này làm cái áo choàng máu nhỉ. Giáp máu qua mắc. Một trong những cái trang bị tăng nhiều máu. Tăng cộng 1000 thằng máu luôn anh em. Trước đây thì cái giáp máu này thì nó sẽ cho anh em được cái khả năng hồi phục. Đấy, nhưng mà bây giờ thì không còn cái đấy nữa. Giờ thì cho anh em 100% máu luôn này. Illaoi, Nocturne, Nga'Van, Nocturne 2. Hai con Caitlyn, nhưng mà chắc là không liên quan đến cái đội hình của mình rồi. Thời không ra xuất hiện khá nhiều. Rất tiếc. Mình không đam mê. Không đam mê đồng nghĩa với không chơi. Thôi anh không chơi đâu. Ai đây nào? Yo. Ủa rồi. Vệ binh tinh tướng nhân tạo. Ông này siêu công nghệ. Ông này chơi bắt khá nhiều sen này. Ghê quá thì thôi. Sợ mặt hàng sen bị cạnh tranh nhiều quá cho nên mình roll nó cũng không ra ấy anh em ạ. Xem mình sẽ phải chuyển bài sang Manfi đi. Manfi thì khởi đầu thì nó có một cái lớp giáp cho chả vá lửa rồi. Ủa, còn hai con sống sót. Sen vẫn là thanh niên. Mình dồn đồ cho nên là nó khá trâu.
với cả bút rồng thì khắc chế bọn vệ binh này một phần nữa. Vệ binh phù thủy farm xin giao hai con Grey Rakan Manfai Illaoi 2 Illaoi và Cassiopeia, bán hai con này đi. Rồi Manfai thì có vẻ có tiềm năng hơn, nếu được thì mình sẽ lên Manfai 3 sao và mình sẽ thay đổi đồ cho anh em xem luôn để xem Manfai kết hợp với cỗ máy chiến đấu xem nó sẽ như thế nào. Và nếu như mà mình lại rớt ra thêm một cái thiêu vàng nữa thì mình sẽ cho anh em xem Manfai 8 cỗ máy chiến đấu xem nó sẽ khủng như thế nào nhá. Ai đợi Elquay Lander Orlander. Ui hôm nay chơi Rumble kết hợp với hộ vệ vũ trụ ghê ạ. Hôm nay tận dụng khá nhiều trang bị này. Nico lắp một cái nỏ xét, nỏ xét của ta chúng ta đang tỏ ra vẻ khá trâu chó nhưng mà cũng không ăn thua rồi. Hôm nay có quá nhiều hai sao cho nên chắc là thua anh em. AC 2 và Nico 2 thì ai chơi ông này nữa, ghê đó. Anh sử dụng hết tiền rồi anh em, mình thì chưa, mình slow roll mà. Cassiopeia 2 sao. Ok Manfai này, ok một con Manfai nữa thôi là lên Manfai 3, đồng nghĩa với thì mình sẽ thay đổi đồ của Sen cho Manfai luôn. Còn mấy con một hai vàng này chúng ta cứ pick đại đấy cho nó vui, tại vì nếu mà chơi Sen thì có vẻ hơi liều quá. Từ nãy giờ mà roll hoài không ra thêm một con Sen nào nữa cho nên là hơi tiếc. Ui ui toàn tướng không ạ, và một cái đai máu nữa. Manfai 3, ok. Kiểu này sẽ là mình úp cấp luôn quá. Cho con này vào và lắp thêm một cái giáp máu nữa. Đây bán luôn nhá anh em. Và mình sẽ kẹp thêm một chút pháo thủ cho cốc màu chúng ta bắn lực hơn chút. Ok, Manfai cũng ai chiến đấu. Nhìn thanh niên này nhìn đỏ loe đầu loe. Để xem là cái lượng giáp của nó là bao nhiêu nhá anh em. 84%. Ôi ôi máu của nó thì lại nhiều nữa ấy. Ai mà chơi. Hôm nay thì cũng có Grey 3 Cassiopeia cỗ máy chiến đấu kết hợp với hộ vệ để xem là ai trâu hơn ai. Manfai này chỉ sợ những cái con như là bắn theo phần chập máu thôi. Ủa nhưng mà nó trâu lắm. Bất tử Manfai ạ. Nice. Giờ chắc mình sẽ up cấp tìm một cái con Victor. Ui Victor nó lại ra luôn ạ. Đùa chứ. Đúng là có cơ duyên từ 500 năm trước với cả cỗ máy chiến đấu rồi anh em ạ. Đấy thì đương nhiên rồi, 6 cỗ máy chiến đấu cực kỳ sớm ở vòng 4.2. 1.2 là max sớm rồi đấy anh em ạ. Chứ thường là anh em có cỗ máy chiến đấu nhân tạo nhưng mà phải tìm được Victor. Còn nếu mà không có cỗ máy chiến đấu nhân tạo ấy thì anh em phải bắt buộc là có con Ugot. Mà con Ugot thì những cấp độ nhỏ như thế này thì đương nhiên rồi, tỷ lệ là 0%. Trừ khi anh em đi chợ lậm được mà thôi. Hôm nay chơi ma tặc hộ vệ xạ thủ vũ trụ. Ghê đó. Ghê đó. Mà tiêu gì được Manfai thì giờ nói chuyện nhá. Manfai của mình bây giờ là ai trùng khoai đất này. Đâm hết cho tôi. Chưa ai có thể kết liễu được Manfai của chúng ta. Trong khi đấy thì Cassiopeia cũng như là Victor đang cấu giết ở từ xa. Ok, thắng Lucky. Adriel này. Rồi, giờ thì cho Lucian vào được rồi. Đội hình của mình khá xanh nhỉ. Trận này không biết là có thể chơi được 8 cỗ máy chiến đấu không ta. 8 cỗ máy chiến đấu. Một đội hình mình nghĩ là khá là khủng khiếp. Manfai kết hợp với 8 cỗ máy. Cho nên là mình sẽ phải để dành cái trang bị đó chính là cái gậy ở lại. Chẳng lỡ may nào rớt cho mình thêm một cái thìa nữa thì mình sẽ chơi 8 cỗ máy. Nếu không thì chúng ta sẽ nhờ những cái phiên đi chợ. Uầy vây nè. Đồ chuẩn thế này. Hôm nay đồ đẹp luôn này. Cuồng đao. Vuốt bẫy. Và một cái kiếm khách nhân tạo. Uầy nhìn bắn lực chưa. Ui tiêu diệt được Manfai của mình đúng là một kỳ tích lớn cho Mapuklock.
mà mình đánh giá cao đội hình của ông này, kiếm khách nhân tạo ghê đấy. Bây giờ mình sẽ lấy thêm cái gì bây giờ nhỉ? Lấy gì đây anh em ơi? Riven nếu được thì cũng xin, hoặc là lấy dây si đi, lấy một cái đồ random mà thôi. Chắc là mình sẽ lấy nước mắt nhỉ, bột xanh. Thôi lấy Riven đi anh em, Riven đi. Lâu mai ra cho mình thêm một cái gậy nữa thì mình sẽ lắp một cái trang bị, đó chính là ba tay đạo tặc cho con Victor của chúng ta, một trong những cái con có được cái khả năng gây ra được nhiều sát thương theo mặt trầm máu nhất. Giờ thì đương nhiên rồi, mình sẽ up cấp lên cấp 9. Lên cấp 9 thì chúng ta sẽ có nhiều tỷ lệ ra Ugot hơn. Ugot never die. Có Vi này. Vi thì chúng ta sẽ có thêm đầu sĩ, nhưng mà mình chỉ có được 3 đầu sĩ à. Như thế thì vẫn không gì to tát cả, tại vì đội hình của mình nó lại đang thiếu đam nữa. Cho nên là quyết định của mình đó chính là giữ lại con Lucian để Cogmer bắn tung tóe một chút. Ông này thì có tận đến 3 cái Nico. Wow. Mà đổi lại thì anh ta sẽ có khá nhiều trang bị, khá ít trang bị. Nhìn Zihin có một cái cung xanh nhưng mà vẫn không thốn một chút nào cả. Rồi nghe Manfi, hầu như là anh ấy chỉ mất một cái lượng giáp ảo mà thôi. Anh em thấy không? Quá trâu chó là đằng khác. Kinh khủng thật. Illaoi. Ok. Rắn nữa gì lên ma sao mà chơi luôn. Rắn mặt sao khạc đờm tung tóe. Victor Cogmer. Giờ chắc là mình sẽ không còn cái dự tình đó chính là lên Cogmer 3 với con Nocturne 3 nữa rồi. Theo đấy thì mình sẽ cố gắng xây dựng được cái đội hình đó chính là 8 cỗ máy chiến đấu hơn. 1, 2. Ok. Có thể mình sẽ gặp ông này, cho nên mình sẽ quyết định là thử vận may xem hất tung được xây ra không. Có thể sao? Ôi may quá. Đây đúng là hên xui anh em ạ. Chứ mình cũng không biết trước được điều gì đâu. Sắp đại thôi. Vì mình có một cái trang bị phong kiếm á. Hôm nay thì xay ra hai dao điện. Mà xay dao điện này thì nó lại có cái sát thương chuẩn nữa. Nhưng mà mình nghĩ là chúng ta vẫn thắng. May quá. Mình giữ được chuỗi thắng ở đồng này thì không. Cũng may là mình nhanh trí hất tung được cái con xay ra hai dao điện của cái mạng này. Chứ không mình nghĩ là chúng ta cũng không thể nào mà thắng được rồi. Và nhân tiện đây thì anh em nào mà đang xem thì hãy nhớ là đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều nữa nha. Và bất kỳ anh em nào mà yêu thích một cái đội hình gì, muốn mình xây dựng về một đội hình gì đấy, hãy nhớ là comment ngay ở phía dưới giúp mình và mình sẽ thực hiện những cái đội hình mà anh em mong muốn. 84% máu tối đa. Còn 8 cỗ máy chiến đấu thì chúng ta sẽ có được 1000 máu khả năng hồi phục. Nhưng mà gây ra là 10 stack đã, hoặc là bị đánh 10 stack. Một cái BF còn gì nữa không? Và một cái gậy nữa, một mũ phù thủy. Mình nghĩ là mình sẽ phải để dành cái trang bị ấy đã. Cho nên quyết định của mình đó chính là lắp cái kiếm súng hashtag này nha anh em. Kiếm súng hashtag. Và một cái bàn tay công lý đi. Còn cái gậy này thì mình nghĩ là nó không rất gian cho mình thiệt vào, cho nên mình phải chờ đợi ở cái vòng 6. Ở vòng 5 thì chúng ta có những cái trang bị lớn rồi. Nếu mà có cỗ máy chiến đấu nhân tạo thì ngon, còn không thì mình sẽ đợi ở vòng 6. Lấy thêm một cái tia vàng nữa. Nếu như mà chúng ta may mắn. Điều này thì cũng tỷ lệ khá thấp. Vẫn dựa vào vận may của chúng ta mà thôi. Không có điều gì có thể nói trước được. Thua ông này à? Ăn pha của chúng ta khá trâu nhưng mà gặp sát thương chuẩn cho nên là cũng hơi tỏ ra yếu đuối. Đúng là vệ binh khi mà có Janna thì không có khác gì gọi là hồ mọc thêm cánh. Ok, thua mất rồi. Chỉ chấm dứt sau 5 trận thắng liên tục, không sao cả. Nhưng vẫn khá xanh. Nhớ nha anh em, đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Cũng như là anh em nào mà yêu thích đội hình gì thì hãy nhớ comment ngay video giúp mình. Và anh em nào mà muốn kết bạn Facebook với mình ấy thì mình sẽ để link ở bên dưới luôn nha. Facebook của mình là Trần Hùng Cường. Và mình có tạo một cái kênh phụ, đó chính là
Cương Kelly Gaming dành cho anh em nào đam mê cái chế độ Summer Raid, sẽ ghé thăm kênh của mình sẽ để tất cả mọi thứ ở bên dưới luôn. Cảm ơn anh em. Có ai không? Thắng Lucky, Darius, Ma Tạc, Vũ Trụ, Hậu Vệ. Ghê đó. Mới dồn đam cho Darius thôi à? Nhưng mà con AC này đồ khá chất đấy. Nhưng mà cũng không gây được nhiều đam cho Manfire của chúng ta cho lắm. Manfire đúng là trâu mẹ hơn cục đất. Đây đúng là cục đá di động mà. Nhưng mà AC spam kill khá nhiều. Nhưng mà cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì dành cho thắng Lucky cả. Nicer. Thì sẽ trao tặng một con ba và vừa có được một chút kinh nghiệm. Cũng như là chúng ta lại có thêm một chút bí ẩn nữa, cho nên là ok con dê. Đấy. Kansovia thì có một cái trang bị tụ bão cho nên mình sẽ sắp xếp một chút sao cho nó hợp lý. Đội hình của mình chắc là chỉ sợ mấy cái ông kiếm khách thôi. Kiếm khách. Ai chơi kiếm khách nhỉ? Hình như là Mapulak. Đội hình này khá ghê. Còn ai đây? Suza. Ông này thì Irelia kết hợp với Hắc Tinh Zihin đồ cũng tạm được. Cố lên nào. Tôi chưa muốn thua đâu. Ui trời ơi, quá nhỏ cho bạn trẻ đấy luôn. Thanh niên này hơi nhỏ một chút. Ui có Ugot này. Mình mà lấy được con Ugot này thì ngon. Rồi có hộ vệ nhân tạo luôn. Mình sẽ lắp cho Victor chẳng hạn. Ugot này dành cho anh em nào chơi hộ vệ thì không khác gì cục vàng đây. Chắc là mình sẽ lấy một cái trang bị thủ nhá. Đây, thông đạo đi. Ông say ra này thì cũng bình thường. Mà có cái đại bác nữa thì cũng thú vị đấy. Victor 2. Rồi ok. Uầy, thế nào mình ấn dư một cái click nhỉ. Đây con này thì nó đồ tanh cho nên mình sẽ cho nó lên đầu. Còn con không có đồ thì mình sẽ nhét ở dưới cho nó trâu hơn chút. Manfa nhìn của mình đồ thế giới này không biết có ông nào sợ không. Có ông nào sợ hay không? Pom. Auri kết hợp với hậu vệ. Ghê vậy. Auri hậu vệ như hồi nãy mình thua ông này một lần. Đúng là như thế. Nhưng mà lần này không biết là khi mà Victor mình mới lên được 2 sao thì có khác xưa hay không đây. Uầy, Victor 2 sao kẻ đúng là điểm 10 rồi. Hay lắm Victor ơi. Úc cấp thôi nào. Xếp bên này đi. Lần này thì con cái show của mình đồ xịn xịn chút cho nên là chơi tiếp. Cho nó ớt độ nhiều đồ ở dưới. Nãy có cái dây chuyền trục tội cho nên mình sẽ ném nó lên đầu. Chuẩn bị lên là cấp 9 rồi anh em. Cấp 9 mình đang băn khoăn không biết cho cái gì vào. Để xem là gặp ông nào đây. Hiểu. Mapup Vayne 3 sao. Nhìn có vẻ ghê. Ủa, con này có vẻ mạnh đấy anh em ạ. Con Vayne đồ cái thế kia cơ mà. Vayne kiếm khách siêu công nghệ. Ui, bắn lực thế này. Con này còn có cả vũ trụ nữa. Ghê quá. Đấy, con này có tiềm năng này. Nhưng mà chỉ còn 3 máu mà thôi. Mà ngoài đấy sẽ tiêu diệt ông kia đi. Để mình có thể còn chơi game được. Ok. Con Kain sát thủ này. Uầy, mình nhớ con Kain sát thủ, mình nhớ không nhầm thì có thể sẽ được thìa vàng hoặc là được Nico ở trong này. Mong là nó rơi cho mình cái thìa vàng đi. Không hưởng công mình sẽ để dành cái gậy quá cổ. Mong là như thế thôi.
Ui, cay ghê quá. Thiều vàng thì còn chơi 8 cỗ máy nào. Palm Nico, hai cái Nico phải nồi. Toang thế. Gang plank. Zanna. Victor. Zanna và Lulu. Chúng ta có Lulu này. Lulu chơi vào thì có một chút bí ẩn đúng không? Thay vào đây đi. Cái diệt khổng lồ này chắc là mình sẽ cho cốc mò đi. Thì không biết con nào phù hợp nữa rồi. Pam Victor rồi này. Hai Victor 2 rồi. Với trận này thì mình có thể lên được con Victor 3 hay không? Với hai cái Nico như thế này. Ôi Ugot. Nó mất man file rồi. Không sao. Vẫn ổn. File của mình khá trâu nhưng mà vừa được ai cứu. Ok, hôm nay đi rồi. Đi luôn nào. Param. Ui, còn một máu. Đúng là như vậy. Zanna. Aurion Son. Không cần. Lulu. Ok. Na. Mình có thể cho 4 đấu sĩ vào được này. Thay vào vị trí của Caso nhưng mà thôi. Mình sợ mấy ông này cũng đứt nữa. Cho nên là cứ bình tĩnh chút. Và con này đi. Cái này thì chúng ta có một chút khống chế hơn. Ông nào đây? Thắng Lucky đây này. Xin giao cỗ máy chiến đấu. Ý tưởng không tồi. Nhưng mà để xem nào. Có thật là mạnh như lời đồn hay không? Tự dưng có hai cái Nico tự làm mình gọi là ham muốn cái ý định gọi là làm 3 sao anh em. Ủa, cái ông kia mạnh quá. Con ma phúc gì đấy, bây giờ con bách kiểu đấy. Rắn này. Một con Victor nữa thôi. Đừng bảo với tôi là 40 tiền mà không ra một con Victor để có thể sử dụng hai Nico cho nó. Casopia 3 sao. Xả hai Victor này. Công kích hai lần chắc là không cần. Rồi ok. Mình có thể kẹp 4 bí ẩn này. Cũng được. Để xem là có ai nào. Xây ra hai giao điện. Rumble vũ trụ hộ vệ. Khá khỏe. Nhưng mong là Ugot chúng ta sẽ làm tốt nhiệm vụ. Đó chính là nuốt chừng con Rumble đi. À, lần này thì nuốt được Javan. Lulu thì hack được. Ủa, cái ông kia ông thắng được bản sao của mình luôn à. Ghê quá vậy. Để xem nào. Lulu cộ máy chiến đấu cộng thêm một cái tia vàng nữa, cho nên là tỷ lệ chúng ta chơi được cái đội hình 8 cỗ máy chiến đấu là 100%. Mình sẽ lấy cái này đi. Lulu 2 luôn. Tuyệt phẩm. Đội hình kiếm khách thì đội hình đa số đội hình đam. Ngoài hậu vệ vũ trụ. Lulu này. Tìm một con ấy thôi nào. 8 cỗ máy. Victor. Victor hoặc là Lulu. Aurion Son 2. Đây, có Ugot. Đùa, hình như là không ra một thanh niên Victor nào nữa à. Vãi trưởng thế. Casopia đồ đẹp. Hôm nay mong thắng được nữa thì thôi, mình cũng không biết phải làm như thế nào. Ui, con mày này là bắn lực lắm. Hay không nổi luôn. Khả năng tàng hình của Vayne là quá khủng. Một mình nó đánh hết. Thật vãi trưởng các bạn ạ. Đùa. Giờ mình không cách nào có thể tiêu diệt được cái ông này à. 9 kiếm khách, 3 siêu công nghệ. Đội hình Dream Team. Đây. Đây là Ugot 2, không biết là giải quyết được vấn đề gì hay không đây. Bằng con này đi. Boom. Không thấy Victor thì có thể sử dụng hai cái Nico đây này. Khám dã man.
Giờ biết phải làm sao đây? Đây đi. Bên này thử xem. Mình sợ ông này cũng đứt. Mình cũng đang thèm thèm Victor 3. Mình thực chất là cũng chưa thắng nổi. Nhưng mà chấp thì chấp cho chót. Ủa ông này khỏe lắm. Khỏe lắm anh em ơi. Không sao chịu thôi. 11 máu mình chưa đi được. Cái gì đây? Một cái trang bị chén sức mạnh. Cassiopeia của mình cũng có đồ chén sức mạnh luôn. 5600 đam. Nãy mình ra được đồ này thì ngon nhá. Giờ không biết lấy Lulu 3 hay là lên Victor 3 đây. Hay thôi cho tôi con Victor 3 để còn nó kèm một phát chết hết đi. Chứ kiểu này là không ăn thua rồi. Lulu có vẻ không ổn. Nhiều vàng thì em mà không ra một con Victor thì thôi đấy, cháu chịu ạ. Rồi như là không ra thật rồi. Lulu. Vậy là chúng ta cần thiếu hai con Lulu nữa thì mới lên được Lulu 3. Vậy chắc là mình sẽ quyết định là bán Lulu để tìm Victor nhá. Mà vẫn không ra nổi luôn. Ủa, không kịp xếp con Lulu lên đầu rồi. Ok, làm cho này đi. Thừa hang Eniko hơi vô dụng. Cũng không có Ugot nhỉ. Để mình sử dụng lên Ugot 2 nữa. Chắc là thua rồi. Không lên được Victor 3. Thua rồi anh em ạ. Ok, máy này của ông này xịn xò quá. Một lần nữa cảm ơn em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video này của mình. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Tự nhiên ông kia hơi biến thái một chút. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video sắp tới nhá. Bye bye anh em.